CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng chưa chịu dừng lại sau khi Thủy Tiên Trấn Thành có kết quả điều tra. Hôm 23 tháng 1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có thông báo chính thức về chuyện làm từ thiện của một số cá nhân là người nổi tiếng. Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương, tức mẹ Hồ Ngọc Hà, được xác định là không có dấu hiệu gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. Ngay lập tức dư luận bùng lên những tranh cãi. Tối cùng ngày, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã lên sóng livestream. Theo đó, thì nữ CEO thẳng thắn đề cập đến kết luận điều tra từ thiện vừa qua. Dư luận khá bất ngờ khi mở đầu livestream, vợ ông Dũng Lò Vôi đã gửi lời chúc mừng các nghệ sĩ trên khi họ không có dấu hiệu phạm tội trong chiếm đoạt tiền từ thiện. Bà Nguyễn Phương Hằng nhớ lại, nguồn cơn của những việc này đều là từ ông Võ Hoàng Yên mà ra. Nói về Hoài Linh, bà chủ Đại Nam cho rằng mình đã đúng khi nói nam danh hái ngâm tiền từ thiện suốt hơn nửa năm. Bên cạnh đó, việc Hoài Linh kêu gọi vào tài khoản của Đàm Vĩnh Hưng, còn Đàm Vĩnh Hưng thì kêu gọi vào tài khoản của trợ lý cũng bị đưa ra để nghi ngờ. Bà Nguyễn Phương Hằng nói thêm, riêng chuyện Hoài Linh, tôi nói đúng hay sai? Ông Thần Ni có chữa bệnh được hay không? Ở đây không phải là thua hay thắng, không có lợi cá nhân tôi mà là cuộc chiến của người dân. Về vấn đề tố giác ăn chặn từ thiện, bà Nguyễn Phương Hằng còn thấy bức xúc khi nhiều nghệ sĩ kêu gọi quyên góp, nhưng khi trao quà, tiền lại chỉ để tên cá nhân. Nữ CEO gay gắt nói, tôi có cơ sở, thấy những điều không hợp lý nên tôi tố giác. Ai cũng làm từ thiện nói là tiền cá nhân, còn tiền người dân đâu? Rõ ràng là chưa giải ngân tiền người dân đóng góp, chỉ có tiền của cá nhân họ bỏ ra để làm từ thiện. Thế nhưng thư cảm ơn của chính quyền cũng là cảm ơn cá nhân. Đó là chiêu mượn hoa cúng Phật, tiền của người dân vẫn chưa giải ngân, 100% vẫn còn trong các tài khoản. Tôi vẫn tiếp tục tố giác. Đặc biệt trước thông tin một số người đang có ý định kiện ngược lại mình, bà Nguyễn Phương Hằng tỏ ra thách thức. Bất kỳ người nào cảm thấy oan ức thì cứ kiện đi, tôi sẽ đi hầu đến nơi đến chốn luôn. Vợ ông Dũng Lò Vôi đặc biệt cảnh báo người dân khi muốn làm từ thiện, cần phải cân nhắc, không thể đưa tiền của mình cho những người thiếu tin cậy.